đã có voi chín ngà, gà chín cửa và ngựa chín mau để cầu hôn nàng đây. Nàng đâu rồi công chúa ơi? Đứa nào ồn ào vậy? Ồn ào à, cái miệng như cái loa vậy hả? Ồn ào vô nhà tôi ồn ào ồn ào. Kẻ nào mà to gan dám hụt lớn với ta vậy? À, tên kia, ngươi là ai mà mặc đồ giống cái bao lì xì vậy? Như thế này mà bao lì xì à? Nhà ngươi không biết ta là ai sao? Ngươi là ai? Ta là Sơn Tinh Tinh. Sơn Tinh Tinh, đó giờ ta chỉ nghe Sơn Tinh, ta chưa bao giờ nghe Sơn Tinh Tinh. Sơn Tinh Tinh là cái gì? Sơn Tinh là sư phụ của ta. Ta ái mộ sư phụ ta nên ta đặt ta là Sơn Tinh Tinh. À, thì ra ngươi là yêu tinh tên Sơn. Tỏ ghen. Tỏ ghen cái gì? Tại sao dám? Mày chưa biết cái sự cơ và sức mạnh của ta sao? Sức mạnh của ngươi? Tự nhiên vô nhà ta kêu chưa biết sức mạnh của ngươi. Ngươi có biết ta là ai không? Nhà ngươi là ai? Ta xin tự giới thiệu, ta là Thủy Tinh Tinh. Ôi thằng nhóc. Nếu ngươi chọc gan ta, ta sẽ dâng nước lên để giết ngươi. Rồi dâng đi, hãy dâng đi. Ôi cái này. Đừng vội cười đắc thắng, đừng vội cười đắc thắng, hãy xem sức mạnh của ta đây. Ta dâng nước ra đây. Nước của nhà ngươi không thể nào vùi lấp được ta. Thịnh ơi. Còn nhà ngươi thấy sức mạnh của ta chưa? Ta chỉ cần dùng một tay thôi nè đó. Trời ơi, rảnh quá à. Đây là cục mút, hiểu không? Trời cái gì thôi. Tại vì ta biến quá nó nhẹ nhàng để ta sợ nhà ngươi chết á. Giờ sao ngươi tới đây để làm cái gì? Ta tìm công chúa. Công chúa không có ở đây. Vậy chứ ở đâu? Công chúa xuất hiện. Wow. Công chúa. Vỗ tay đi chứ. Công chúa xinh đẹp của tôi. Trời ơi, công chúa còn đây vậy mà nghe nói công chúa bị đuối nước. Ta mới đi hát với Khương Dừa bên Úc Châu về, bây giờ ta trở về ngôi sao miệt vườn đây. Vậy đó. Ai nhắc tới ta? À. Dạ xin chào bà con cô bác. Trời ơi, bà con bác thật nhiều sức khỏe. Lại thêm một cái bao lì xì nữa hả? Lại đứng ở chổng công chúa, thấy công chúa rớt lụm thắt lên thấy đẹp để luôn. Nói chứ bữa nay là mình với công chúa đang tập ngôi sao miệt vườn. Trời ơi. Hả? Nghe nói hay lắm á, nghe nói cái chương trình ấy cho tôi tham gia chứ. Tham gia không? Tham gia chứ. Hứa là không gây lộn. Rồi không gây lộn nữa. Chúng tôi bỏ rồi, bỏ hết rồi. Chúng tôi hoan hỷ, bỏ qua hết. Không hận thù sân si nữa hết. Càng hận thù càng đau đầu, càng đau khổ. Rồi bây giờ hai anh bạn hộ tống công chúa về dưới ghế để ngồi đi. Rồi thôi, ta sẽ mời công mang chúa đại tiệc lên để đãi hai người. Rồi mời công chúa. Mời công chúa. Và xin cảm ơn tất cả mọi người ở nơi đây đã vỗ tay. Sơn Tinh Tinh, Thủy Tinh Tinh, Bạch Cốt Tinh. Trời ơi. Phải không? Không, hôm nay là Tím Cốt Tinh. Tím Cốt Tinh. Dạ chào mừng quý bà con cô bác đến với chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa thứ 3. Tôi vừa xin gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ chính của chương trình, đó là Kim Khiết Trang Sức Kim Cương. Và ba nhà tài trợ đó là Anadental, Dược Mỹ Phẩm 4D và máy lọc nước ion kìm Geyser Ecota 9. Xin cảm ơn rất nhiều. Quý bà con cô bác thân mến, vậy là chúng ta đã trải qua được 3 tập của chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn rồi. Hôm nay là chúng ta đến tập thứ 4. Chúng ta đã trải qua rất là nhiều cảm xúc. Và Phương Dược như ban giám khảo cảm ơn tất cả quý bà con cô bác đã yêu thương chương trình. Hy vọng bà con bác sẽ luôn luôn nhớ cái khung giờ của chương trình. Và mỗi lần bà con bác xem, nhớ để lại một cái like, một cái bình luận và chia sẻ chương trình để chương trình được lan tỏa hơn, để cho ekip chương trình cũng như ban giám khảo sẽ có cái động lực để tiếp tục tổ chức những mùa tiếp theo. Và bây giờ tạm gác cái chuyện hận thù của Thủy Tinh Tinh và Sơn Tinh Tinh, chúng ta sẽ đến với một chuyện tình rất là đẹp của hai ông bà già
hồi nhỏ không đến được với nhau, tới về già mới tìm gặp được với nhau. Và bây giờ mời bà con bác theo dõi phần thi của bạn Khanh. Ta nói nào không ai. Cấm uống bia uống rượu khi chạy xe là tốt, mà cấm riết cái không ai nhậu hết trơn rồi. Mà không nhậu thì lấy đâu ra vỏ lon mà lụm, mà không có vỏ lon mà lụm thì lấy tiền đâu ra, mà không có tiền thì lấy cái gì mà mua bia mua rượu mà nhậu. Ai nhắc tới là ghiền. Cái thời buổi kinh tế khó khăn ảnh hưởng toàn cầu, mà ảnh hưởng trực tiếp nặng nề nhất là cái nghề lụm ve chai như tôi. Đi từ sáng giờ chưa lụm được gì hết, buồn quá. Ê, bây giờ có cái lon rồi mừng quá trời ơi. Ê, của tôi, ơi, của tôi ơi. Cái này tôi cầm trước mà. Của này của này. Tôi. Đàn ông đàn ăn gì mà kỳ cục vậy. Tưởng ta là phụ nữ tôi không dám giành hả? Trả cho tôi. Bà Tu. Ông Khánh. Trời ơi. Người yêu cũ của tôi đây sao? Bà phụ bà tôi. Bây giờ tưởng gì bà đi lụm ve chai. Ông nói mà không biết nhìn lại mình. Trời ơi, ông nhớ ngày xưa không? Ông hứa hẹn với tôi cái gì? Ông nói với tôi á là ông yêu tôi trọn đời. Ông mà phá hủy cái lời thề đó là cả cuộc đời ông đi móc bọc. Cuối cùng thì Trời ơi, có đâu, tôi có phụ bà đâu. Trời cao có mắt. Ngày xưa mẹ bà chê tôi nghèo, mẹ bà chê tôi nên tôi buồn quá nên tôi bỏ đi, chứ tôi có phụ bà đâu. Ông đừng có xạo. Tôi nói thiệt. Tôi có tin đâu đâu ông phụ bà tin tôi. Nếu tôi mà phụ tôi nói láo bà thì tôi đâu có ở vậy tới bây giờ. Vậy ông... bà có chồng chưa? Trời, với một người phụ nữ nhan sắc như tôi dĩ nhiên là chưa rồi. Còn tôi cũng vậy. Thì cũng tại má tôi đó. Má tôi nói lấy thằng này đi con, nó giàu dữ lắm, ai mà có về nó nghèo chấn động má ơi. Rồi cái tôi thấy vậy tôi ở vậy tới giờ luôn, chưa có chồng. Vậy là tôi với bà cũng còn cơ hội về với nhau hả bà? Nhưng mà em buồn quá anh ơi. Sao mà bà buồn? Tụi mình gặp lại nhau lúc tuổi đã xế chiều. Em ước gì tụi mình còn trẻ, em 18 anh đôi mươi. Giữa Sài Gòn phồn hoa chợt nghe câu hát dân ca, lòng tôi nhớ một người. Ngọt ngào lời ru thắm đượm tình quê. Ngược thời gian hình bóng xưa hoài về, người em gái nhỏ dịu hiền ca nhạc buồn gợi nhớ quê. Tiếng đàn cùng lời ca ngày xưa hai đứa bên nhau, tình dân sóng dạt dào. Dệt mong trăng sao có nào ngờ đâu, đời hợp tan dòng nước trôi qua câu. Giờ nơi xứ lạ mười người ai vào đàn mỗi lúc em ca. Khoảng cách đôi ta ngày xưa chỉ một con đường, mà nỗi nhớ ai ơi dài vô tận. Như biển xanh có bao giờ hết mặn, như trái tim này anh xin dành tặng riêng em. Cách biệt ngàn dặm xa, chiều nay nghe khúc dân ca, lòng tôi có chạnh buồn.
chuyện tình đôi ta gửi trọn bài ca để tình quê còn mãi không phai nhòa. Dòng sông bến cũ còn đò phương trời nào còn nhớ không em? Em nhớ chứ sao không nhớ. Em nhớ cái dòng sông bên lỡ bên bồi. Còn tôi thì tôi nhớ những cánh đồng. Chiều chiều tôi với bà đi thả diều đó. Bà nhớ không? Nhưng mà bây giờ em nhớ nhất là cái lúc mà anh đàn cho em hát. Thôi, bà ngồi xuống đây đi. Để tôi đàn cho bà hát nha. Tiếng đàn cùng lời ca, ngày xưa hai đứa bên nhau, tình dân sống dạt dào. Dệt mong trăng sao, có nào ngờ đâu đời hợp tan, dòng nước trôi qua cầu. Giờ nơi xứ là quê người, ai vào đàn mỗi lúc em ca. Hoàng cách đôi ta ngày xưa chỉ một con đường, mà nỗi nhớ ai ơi dài vô tận. Như biển phanh có bao giờ hết mặn, như trái tim này anh xin dành tặng riêng em. Cách biệt ngàn dặm xa, chiều nay nghe khúc dân ca, lòng tôi có chạnh buồn. Chuyện tình đôi ta gửi trọn bài ca, để tình quê còn mãi không phai nhòa. Dòng sông bến cũ còn đò phương trời nào còn nhớ không về tình quê còn mãi không phải nhỏ. Dòng sông bên cũ còn đò phương trời nào còn nhớ không em. Hát xong một bài muốn xỉu. Cảm ơn bà Thành Tuấn nha. Dạ, cảm ơn. Đã hỗ trợ cho ông Lê Khanh. Cảm ơn ban nhạc ạ. Em chào ban giám khảo với đi quý bà dạ. Cô bác đi. Em xin chào ban giám khảo, chào ba vị giám khảo mà em rất là kính mến. Và chào quý vị khán giả. Dạ, em tên Khanh, em ở Tiền Giang ạ. Em đến đây vì vì anh Châu Thanh, chị Ngọc Quyền, anh Minh Nhí. Em cũng muốn dành cái tiết mục này để em tặng cho chị. Trời ơi, đã nghe. Tại vì em rất là kiểu em rất là thần tượng chị từ nhỏ xíu luôn á. Dạ, rồi em cũng may mắn là em có được làm việc cùng chị nữa. Dạ, em muốn tặng một câu cổ cho chị Quyền nha. Câu cổ là vậy hả? Dạ, một câu giọng cổ. Ngày mưa tuyết lạnh nơi xứ người đất khách, con thèm cơm mẹ nấu canh gạo đắng cá rô đồng. Đó là một bài ca cổ mà em rất là thích khi mà em được biết là chị viết. Dạ. Đúng câu luôn. Em đúng một câu. Hôm nay em làm anh rất là bất ngờ. Hồi nãy lúc mà em xuất hiện em diễn á, thì anh lại nghĩ là em hỗ trợ em diễn, em vui á. Dạ. Em lên em diễn hỗ trợ thì anh mắc cười. Anh mắc cười là chà, hôm nay diễn kịch nữa. Nhưng mà anh cũng thắc mắc, ủa sao diễn kịch mà nó không đeo cái micro này. Dạ. Mà lại cầm cái micro chi. Dạ. Đó, nhưng mà hồi cái bất chợt cái anh suy nghĩ đó, không lẽ là em thi, em hiểu không? Dạ. Đó thì y như rằng là một hồi em thi cho nên em mới cầm cái micro đó. Dạ. Để em làm anh bất ngờ cái gì biết không anh? Thật ra là Khanh á, thưa mọi người, thưa quý vị khán giả, là thưa bà con có mặt tới đêm nay, là
Khanh làm make up rất là đẹp luôn, rất là đẹp và rất là có nghĩa là có tên tuổi ở trong cái làng make up. Nhưng mà thật sự anh từ đó giờ chưa có nghe em hát lần nào, đúng không? Dạ. Và hồi nãy khi em hát thì thật sự nha, giọng hát của em rất là ngọt. Dạ. Có thể là lần đầu tiên em hát dạ. trước mặt tụi anh, tụi dạ. chị, rồi dạ. đó giờ chưa nghe, đúng không? Dạ. Rồi em rung, không phải là em rung nữa mà em chưa có thật sự là giống như là tự tin. Dạ dạ. Cho nên em dạ. không có nhìn lên, dạ. em toàn là nhìn xuống không dạ. em thoại em cũng nhìn xuống, em hát cũng nhìn xuống, nhưng cái chất giọng của em rất là ngọt luôn á Khanh. Dạ. Nếu mà thật sự là em mà rèn luyện thêm nữa, mà em có thể học hỏi thêm với mấy anh chị giống như em dạ. em thân chị Quyền, em dạ. thân chị Như dạ. là em học hỏi thêm dạ. chỉ cho em, rồi em hàng ngày em rèn luyện, anh tin là em sẽ hát càng ngày càng hay hơn. Dạ. Lê Khanh là một nhà make up rất là đẹp, và thường làm cho Như Quỳnh và tất cả các nghệ sĩ tên tuổi khác, trong đó có Ngọc Huyền. Thì bây giờ đối với chị trong tiết mục này đó thì em cũng rất là chỉnh chu. Dạ. Bởi vì em làm chị bất ngờ là chị không bao giờ chị nghĩ là em đi hát. Dạ. Nhưng mà bây giờ thì chị hiểu là tại sao em có cái voice đẹp như vậy. Cái cách nói chuyện của em rất là tình cảm, và cách nói chuyện của em rất là lôi cuốn. Thì khi lên đây đó, em chưa bao giờ bước lên sân khấu em diễn, nhưng mà em diễn rất là tròn vai ông già lượm rác. Bên cạnh đó là cái giọng rất hay nha. Cái giọng của em đó, nếu thật sự lúc trước đó mà em dấn thân vào nghề, bây giờ không biết chị, em dấn thân vào nghề có muộn hay không chị không biết nha. Dạ. Nhưng mà có thể là không muộn, tại vì trên ngôi sao miệt vườn đó thì có rất nhiều cơ hội cho mọi người. Dạ. Và đó là một những bước đột phá, có thể em sẽ thành công và em sẽ nổi tiếng. Bởi vì đó, cái range của em rất là rộng, em xuống thấp vẫn đẹp, em xuống thấp rõ từng chữ luôn, và em lên cao vẫn thoải mái, không thấy ráng. Một cái giọng hát mà đi mà là để truyền cảm nữa. Chị chúc mừng em, chị rất là thích em đó. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, mà dạ, em anh Thanh thì không phải nói là cũng hơi bất ngờ về Lê Khanh. Mình đã biết Lê Khanh trong những ngày một sinh hoạt đây nè, thì gặp nhau thì cũng chào nhau thôi, không biết Lê Khanh là cái người make up nổi tiếng, mà mình cũng không có phải ấn tượng nhiều trong cái chuyện mà lúc hát, nhưng mà chỉ ấn tượng ông bà già sao mà tình hạnh phúc quá. Lời ca của ông bà già làm sao xuyến quá. Dạ. Chứ mình không có nghĩ là Lê Khanh mà hát mà nó dễ thương như vậy. Tôi chỉ yêu hai ông bà già đó, tình cảm hạnh phúc quá. Tôi mong ước sao nhìn thấy hình ảnh này, mai mốt cặp đôi của tôi cũng sống kính chục mà giống đẹp như hai người bạn này vậy đó. Hai người bạn đang diễn trên sân khấu vậy đó. Dạ, cảm ơn. Dạ, và bây giờ mời bạn Khanh xuống nhận hoa của bạn Thảo ha. Đây, tặng cho em yêu của chị. Quá trời, quá đất này. Ôm cả nhà, chúc mừng nha. Quá trời, quá đất. Chúc mừng thành công nha. Cũng bất ngờ. Đây. Dạ, anh có bò vào đây một, phần quà là mỗi một bộ make up tặng cho ban giám khảo. Trời ơi. Hả? Anh ơi, em gửi cho ba giám khảo cho anh với cho anh nhạc sĩ Trường Sơn. Tại vì anh Sơn cũng giúp em kiểu bài nhiều lắm. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Rồi, chị cảm ơn Khanh. Make up phải không? Dạ không. Cái này là lạc xưởng của em á. Trời ơi. Trời ơi, lạc xưởng của em. Lạc xưởng của Gò Công hả cơ? Anh gửi cho anh Sơn giúp em. Lạc xưởng tươi á. Cảm ơn Lê. Trời ơi, thơm quá, chị đang thèm lạc xưởng nè. Dạ rồi, cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Cảm ơn Khanh rất là nhiều nha. Bây giờ em xuống phía dưới để em chờ kết quả ha. Em cảm ơn ban giám khảo. Bây giờ Thương Vừa sẽ giới thiệu đến quý bà con cô bác một nàng công chúa khác ở trong truyện cổ tích Thạch Sanh Lý Thông. Ủa, dạ em lẹ quá chị. Dạ em lẹ lắm, em đi theo xa anh mà. Anh chưa kêu em là mà em đã ra rồi. Ủa, đưa chị là đạo diễn cúp lương em đó. Vậy đã kêu hả? Dạ. Bây giờ làm lỡ đứng đây. Trời, nó cứ kêu. Làm lỡ á. Ba, hai, một, diễn. Ủa, sao em anh chưa kêu mà em ta ra vậy? Ủa, ai biết đâu. Trời ơi, đạo diễn. Ai biết đâu, anh thấy anh đi theo. Đạo diễn ta dặn khi nào kêu mới ra. Ủa vậy hả? Vậy làm lỗi không? Không khỏi. Thôi lỡ ra làm lỡ đi. Làm luôn đi. Bây giờ thế này nè. Anh nói cho em nghe. Hiện bây giờ công chúa đang bị bắt ở dưới hang vậy á. Yeah. Một cái con đại bàng
nó dữ quá, nó bắt nó chung chứ đó. Hồi lúc nãy anh thấy như giờ em á, em nhỏ gọn thì anh nghĩ rằng em hãy chui xuống dưới để cứu con bậy bạ. Bậy bạ, trời đất ơi, tự nhiên kia em chui xuống cống. Đâu phải cống, cái này cái hang. Cái hang. Hang ai thiết kế như cái cống vậy trời. Không có cần biết thì em cứ làm như vậy đi. Bây giờ mình có thể ước lệ cũng được mà. Dạ hả, vậy giờ em chui xuống hả? Đây là cái hang mà công chúa đang bắt lên hình nãy á. Mà anh thì bự quá, sợ vô nó không lọt. Bây giờ với anh biết em là người nhân ái nữa. Dạ. Bây giờ nè, có sợi dây này đó. Sợi dây này. Wow, hay quá. Trời ơi, công nhận đại ca. Giờ có sợi dây này em mới biết giới tính của đại ca. Đại ca luôn luôn đem sợi dây theo để nhảy dây à? Không, phải không? Điên quá, dừng lại. Trời ơi, em cái tánh cũng giống trẻ con như ngày nào vậy hả? Tối ngày cứ nhảy dây, bây giờ thế này. Thế để làm gì đại ca? Em hay cầm sợi dây này, rồi chui xuống dưới. Rồi một chút nữa đó, khi mà có công chúa xong đó, thì em gọi, cái anh mới kéo em lên. Ồ. Chú đi, tội nghiệp của chú ngồi bây giờ. Công chúa. Rồi, bây giờ cột vô, khi nào mà em cứu được công chúa. Em đây. Lên đi. Ở dưới hàng. Cho em lên đi. Em phải giọng giang. Ở dưới em nói. Ở dưới đi. Hàng nó sâu thấy bà kêu ai nghe. Anh em giật dây. Thông nhĩ. Ủa vậy hả? Em giật dây đi, em giật thấy cái dây giật. Cũng được. Cũng được anh. Giờ sao em chui vô đây đúng không? Bắt đầu chui đi. Rồi chưa. Rồi, đừng có sợ nha. Công chúa đang dưới đó. Rồi. Ồ. Ồ. Trời ơi. Rồi. Sao rồi. Sao dám em giống chó kiển vậy trời. Rồi thôi, khi nào có gì kêu anh nha. Đại ca gặp công chúa ơi. Đại ca sao quăng luôn cái sợi dây. Đại ca. Trời, công chúa lên, công chúa sẽ là của ta. Đại ca vuốt tay rồi, đại ca. Đại bàng, ngươi ở đâu? Ra đây chiến đấu với ta. Ngươi dám bắt công chúa đi à? Trời ơi, tội nghiệp. Trời đất ơi, ai đây thì ra công chúa. Công chúa đẹp quá, đúng là công chúa. Công chúa, có không gì phải. Vui? Không phải. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ủa, công chúa có gì vui mà công chúa cười dữ vậy công chúa? Ngươi lầm rồi, ta không phải là công chúa. Ủa, trời. Chết, đây là ai? Đây là ai vậy? Ta là Đại Bàng. Con trai chưa đứa sao quá nha. Đại Bàng gì đẹp dữ vậy bà nội. Trời đất ơi, Đại Bàng đứng cách xa 3 mét mà tôi còn nghe mùi thơm. À, Đại Bàng quý hiếm. Ta sẽ bắt con Đại Bàng này để ta làm thịt ta ăn. Đừng làm thịt ta. Ta chỉ muốn bắt tất cả những người đẹp để mà ta quá phép những sắc đẹp của họ thuộc về ta để cho Đại Bàng ta đẹp thêm thôi. Chứ ta không có ác độc như vậy đâu. Không. Ta chỉ lấy sắc đẹp thôi chứ ta không có giết người. Cho nên đừng giết ta, đừng ăn thịt ta. Không, bây giờ ta đổi ý, ta không ăn thịt. Ta biết của Đại Bàng này có giá trị lắm. Ta sẽ bắt Đại Bàng này về bán cũng được mấy tỷ. Dễ dàng gì bắt được ta. Đứng ta bay lại. Đây. Đại ta bay đi. Đứng ta bay ra khỏi hang đi. Ngươi kẹt ở dưới hang rồi. Ở dưới. Ê, Đại Bàng. Bay ra khỏi hang là bay đường này nè. Ô. Trời ơi. Ô. Công chúa. Vậy người đó không phải là công chúa. Người đó là Đại Bàng. Công chúa ơi. Ô. Công chúa. À không, đây là má công chúa. Ơi, công chúa ơi. Ô. Dưới này mà có 3 gia nhân để hầu công chúa nữa à. Ôi công chúa. À, công chúa đi rồi. Ta sẽ cứu công chúa. Công chúa. Ô, công chúa. Hả, ngoại công chúa. Trời ơi, sao vân giai không đúng gì cả. Hả? Chàng ơi, chàng là ai vậy chàng? Chàng cho em biết quý danh nữa được không chàng? Ta là Thạch Sanh. Ta xuống đây cứu công chúa. Vậy ngoại là ai? Chàng ơi, chàng tên đẹp mà... Ngoại cứ nói. Người cũng đẹp nữa. Trời ơi, chắc em chết vì chàng của chàng ơi. Trời ơi, ngoại ơi. Chàng sao... đúng là anh chàng number one của em. Wow. We'll be right back.
em ngồi say suốt đời. Anh number one đẹp trai dễ thương và còn tìm ra chung tay. Gặp nhau đêm nay mà xin như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Yêu nhau đi gần như chị anh ơi, yêu em nhé. Người em yêu ơi, anh có nghe trong tim bao tình yêu vang lên dành cho anh đó. Người em yêu ơi, mơ ước chỉ xa xôi, anh biết không anh ơi. I love you. Quan đẹp trai dễ thương và còn tìm rất chung tình. Gặp nhau đêm nay mà dường như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Yêu nhau đi đừng ngại chi anh ơi, yêu em nhé. Người em yêu ơi, anh có nghe trong tim bao tiếng yêu vang lên dành cho anh đó. Người em yêu ơi, mơ ước chỉ xa xôi, anh biết không anh ơi. I love you. Dành cho anh đó. Người em yêu ơi, mơ ước chỉ xa xôi, anh biết không anh ơi. I love you. Hãy để công chúa bên em đó luôn đi. Cảm ơn quý bà con cô bác đã cổ vũ cho tiết mục của chị Huyền. Dạ. Cảm ơn rất nhiều và cảm ơn ban giám khảo đã có một tiết mục xuất thần để hỗ trợ cho chị Huyền ạ. Cảm ơn rất nhiều. Dạ, cho một tràng pháo tay thật lớn nữa đi ạ. Nhiều khi là cái sự ngẫu nhiên ha, mà nó dễ thương. Dạ. Tạo cái màu sắc mới. Cảm ơn ban giám khảo. Không có chương trình nào mà ban giám khảo của giống như chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mà nhiệt tình vậy luôn. Cái này tôi bị gạt nè. Tôi bị nhỏ biên tập nó gạt nè. Nó nói là chị cứ ngồi đó đi, khi nào mà anh nhí kêu cái gì thì chị cứ chạy lên. Kêu đại bàng. Con đại bàng. Đại bàng đâu, đại bàng. Ủa vậy là kêu chị đó. Dạ rồi, chị chào ban giám khảo với bà con bác ha. Với lại giới thiệu gì mình chị? Dạ, lời nói đầu tiên em chào ban giám khảo cùng các cô chú bác có mặt đêm diễn hôm nay. Một lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Wow. Mệt. Vậy mình đi tên gì rồi làm nghề gì? Nước ha. Cho chị miếng nước đi mấy bạn. Em rất xúc động. Em rất hạnh phúc. Lần đầu tiên em đứng được chân khấu này. Miếng nước chị. Dạ cảm ơn. Em ước mơ của em là em đứng được trận đấu này lần đầu tiên. Em mừng lắm. Em khóc là vì em hạnh phúc. Em gặp được ba vị giám khảo. Em coi mùa 1, mùa 2 của chương trình Con Dừa nhiều lắm. Thật sự mà nói lúc đó là em đang bị bệnh. Em muốn đi thi lắm. Mà lúc đó thật sự em đang vô quá chất. Em không có thi được. Hôm nay em khỏe em mới đi.
Dạ. Em cũng không ngờ, em mừng lắm em được được chọn vào vòng này. Em cũng không có gì hơn cái thông điệp thứ hai của em. Em muốn đứng lên sân khấu này, sân khấu lớn này, em truyền tải một thông điệp là tuy rằng mình bệnh, em bị bệnh ung thư, em muốn truyền tải cho mọi người lan tỏa là mình hãy dòm cái gương của em, và mình phải cố gắng mình vượt qua tất cả. Nụ cười là 10 tháng thuốc bổ, và âm nhạc sẽ cho người bệnh là có nhiều thời gian để sống với gia đình, với mọi người, và có ích cho xã hội. Dạ. À, Khương Dừa cũng chia sẻ một xíu về câu chuyện của chị. Thì lúc mà Khương Dừa mở cái hội quán này ra tới nay nó cũng được 6 tháng, thì lúc đó chị cũng là một trong những vị khách đầu tiên tới đây, rồi có gặp Khương Dừa. Chị cũng có chia sẻ, chị nói là chị bệnh vậy mà chị rất là mong muốn được hát, rồi rồi đi thi chương trình, để xem đó là cái liều thuốc tạo niềm vui cho chị, để chị khỏe mạnh. Và Khương Dừa cũng rất là mừng khi mà chị đi cách tin, rồi chị tham gia tập luyện, rồi đến nay mà cảm giác như là thần sắc của chị rất là tốt. Dạ. Khỏe hơn rất là nhiều. Em cũng mừng cho chị ha. Thì nói nào ngay, chương trình Ngôi Sao Giường thì cũng tổ chức cho quý bà con bác tham gia cho vui, nhưng mà rất là vui hơn nữa khi mà tạo một cái cơ hội để chị đứng sân khấu, để chị biểu diễn như thế này ha. Rồi, rồi hy vọng là chị sẽ về, chị xem cái phần thi của mình, chị sẽ vui hơn nữa, rồi mai mốt chị sẽ tham gia nhiều cái chương trình biểu diễn ở hội quán, để chị lấy đó làm niềm vui, để chị khỏe mạnh ha. Dạ. Cô Hiền ơi, cô Hiền ơi. Chú trước hết là rất là cảm ơn Huyền đã gửi đến cho chương trình một bài hát sôi động thật dễ thương. Rồi sau nữa thì chúc mừng Huyền đã trải qua một cơn bệnh thập tự nhất sanh. Vì vậy cho nên hôm nay thấy cô Huyền có một cái năng lượng, rồi có một cái ý chí quá xá là tuyệt vời. Rồi đó là tình yêu âm nhạc. Nhờ tình yêu âm nhạc và mình cũng như là không có nặng nề trong cái cơ bệnh của mình nữa, thì đã hôm nay thì vừa đã nói là chị em đã khỏe lại rất nhiều. Thì chúc mừng, chúc mừng. Rồi, không có khóc, không khóc nữa. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Nụ cười của em là 10 thang thuốc bổ như em đã nói. Thì anh Thanh cũng chúc cho em trong cuộc đời, kể từ đây cho đến mãi mãi trong cuộc đời của em, lúc nào cũng là một nụ cười rạng rỡ và một tình yêu âm nhạc luôn luôn hạnh phúc đến với em. Đó là cái lý do mà tại sao Khương Dừa mời ban giám khảo hỗ trợ diễn giúp chị. Chứ thực ra nếu mà tiết mục này Khương Dừa có thể nhờ các bạn đợi diễn để các bạn diễn, nhưng mà Khương Dừa nghĩ là nếu mà Khương Dừa mời ban giám khảo mà diễn được với chị thì chị còn càng hạnh phúc hơn, chị sẽ vui hơn nữa. Dạ. Anh định là xong hết á thì anh mới nói. Hồi nãy trong cái hồi nãy mà anh lên á, anh là trực tiếp với em nhiều nhất, thì anh muốn nói là cái đó là mình chỉ là diễn thôi, em hiểu không, mình làm cho nó vui thôi, chứ anh không hoàn toàn anh không có ý gì hết. Và giống như là anh phải trốn đi để anh xuống đây, anh muốn là ngồi nửa bài coi em hát như thế nào để anh còn góp ý cho em nữa, tại mà anh làm ban giám khảo cho nên anh mới đi xuống đây, em hiểu không nha. Thí dụ như hồi nãy mà có cái gì ấy thì em đừng có buồn anh. Dạ không có đâu anh nha. Ok. Anh nói nghe nè, cái giọng của em rất là giọng nói chuyện thì thấy khàn khàn, nhưng mà những người vậy khi hát rất là hay nha, ngộ vậy. Dạ. Đó anh nói giờ anh không hiểu em nha. Mệt đó, em chạy theo anh quá, em không có dính chu bài hát em biết. Đúng rồi, và em hát rất là chắc nhịp, mình rất là sôi động thiệt. Còn cuộc sống á em cứ vui đi nha, em cứ vui, chúc em vui vẻ nha. Đây là một dạ. kỷ niệm mà mấy anh em mình có thể là gặp nhau vậy. Dạ, em cảm ơn ban giám khảo. Thương quá. Em đứng với chị cho em cái đẹp của chị. Đâu có, Quyền cũng rất là đẹp. Giờ Quyền tím hỏi Quyền đỏ là đã từng đi hát chưa? Dạ em có đi hát mấy cái chương trình hát với nhau á, em uống cà phê thì lâu lâu em cũng đi thôi. Dạ có khi rảnh thì em mới đi. Nhưng mà nghề chính của mình là cái gì nè? Dạ em hồi trước xưa là em đi bán hàng rong, rồi từ năm rồi em mổ, em vô quá chất rồi bác sĩ em không có làm nặng được cho nên em bán vé số. Làm bán vé số. Dạ. Rồi hôm nay bán vé số hết chưa? Dạ bữa nay em không có bán. Bỏ bán một ngày mất sở hữu rồi còn tặng cho ban tổ chức quà nữa là sao vậy?
kể tấm lòng của em chị. Thôi, nói chung cũng nói thiệt mọi người thương em, nói chung là những quà gì chăng đồ trang của em như đây là toàn bạn bè vừa tặng vừa cho em, không ai tặng cho bánh giống cáo. Đây quyền đỏ tặng cho rồi, Sơn Tinh ơn. Tinh đỏ đúng rồi, đúng cái rồi. Này quyền đỏ tặng cái này của em hả chị? Rồi Hương ơi, đây là quà để mình qua ban giám khảo nha. Dạ em biết. Còn cái này anh gửi ngày mai em mua cho em kêu em góp vốn để ngày mai em mua vé số em bán ha nha. Em cảm ơn anh. Đây lọc cái bầu dưỡng em chàng nè, anh Thanh tặng em lọc này. Wow, về bầu trời dưỡng ơi, đời em có hai chàng trai đẹp quá. Anh bên ơi anh quên tặng bông anh ơi. Rồi đây nè, đây là đây tặng cho em. Đây hết, đây là tiền và bông của Quyền Tím tặng Quyền Đỏ. Và yeah, một lần nữa cảm ơn Quyền Đỏ rất là nhiều đã đem năng lượng, tình yêu và niềm đam mê đến cho chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3. Bà con ơi hãy cố lên. Rồi xin chào em nha. Cảm ơn em nha. Đây một phần quà của một cô chị của em. Dạ rồi ơi, cũng sẽ gửi đến cho chị Huyền luôn ha. Dạ coi dạ, như là em xin cảm ơn. Sắp được giải nhất rồi đó. Dạ chúc chị sức khỏe nha. Dạ hy vọng là chị luôn yêu thương em, yêu thương ban giám khảo, yêu thương chương trình. Một lần nữa một lời chúc sức khỏe, một lời chào thân thương nhất. Dạ cảm ơn chị nhiều. Bây giờ thì cũng trễ rồi, ban giám khảo mình có đói bụng không ạ? Không ạ. Không đói, đói, đói. Ồ đói hả? Đói. Ai nhắc vậy? Bây giờ em mời ban giám khảo cùng với bà con cô bác mình sẽ cùng thưởng thức bún riêu cô đồng nha. Dạ. Mày đứng đây làm gì nữa? Đi ra lau bàn lau ghế cho tao. Suốt ngày đợi sai đợi biểu không à? Không bao giờ thấy mày tự giác hết á. Dạ dạ để con đi gì, để con đi gì. Còn cái ông nội này nữa, không biết tiền bạc cất ở đâu. Đánh bài thua rồi tìm hoài không gặp. Gặp cái bản mặt con của ổng á là không ưa nổi rồi. Nhìn là biết ám rồi đó. Trời ơi, rồi cái gì nữa vậy? Mày làm bể hết đồ của tao rồi phải không? Dạ dạ không ông, chắc không có bể đâu gì. Ừ, không bể thì cũng tan nát à. Dạ 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 dì ơi con biết rồi, để con lượm lại. Thôi mày ngồi im đó giùm tao đi. Mày lượm mày một lát á, mày xó rớ vô đứt tay á, ổng về ổng nói tao á là ức hiếp mày. Dạ dạ không có đâu dì, không có đâu dì. Ừ mày đừng có dạ dạ, dạ dạ với tao nha, nha. Mày không có hiền ngoan gì đâu. Nhìn mặt mày á là tao không ưa nổi rồi. Bởi vậy á, ở ngoài tao nhìn vô người ta đâu có biết. Người ta nói tao là mẹ ghẻ mà ăn hiếp con chồng. Tao ác lắm mà. Chứ người ta đâu có biết nhìn cái mặt mày là tao không ưa nổi rồi. Dì ơi, dì đừng đánh con mà dì. Sai tới đâu hư tới đó. Mày mốt con sẽ cẩn thận hơn mà dì. Rồi chừng nào mày cẩn thận hả? Con chút xíu chuyện à, nhờ mày không xong. Mày tao quýnh cho mày chết đó nha mày. Nha mày. Mày dì nha ơi, mày. Dì ơi, dì đừng đánh phải con mà dì. Đau lắm dì. Đau lắm dì, dì đừng đánh con mà dì. Con người ta á, chạc của mày á, đã biết ra đường á, bán vé số kiếm tiền rồi. Còn không á thì đi xin. Mày sung sướng, sướng riết rồi hả mày? Mày đừng bướng hả mày? Hả mày? Hôm nay tao bắt mày đi xin cho mày biết. Dì ơi, dì đừng bắt con đi xin mà dì. Con không biết xin mà dì. Buông ra, không biết đi á, thì con tập. Tập đi kiếm tiền với người ta đi. Ở nhà phá hoại không à, chứ làm được gì. Dì ơi, ở nhà dì kêu con làm gì con cũng làm hết. Nhưng mà dì đừng bắt con đi xin mà dì. Con năn nỉ gì? Con năn nỉ gì mà dì? Gì hết á. Rồi bây giờ mày đi hay không đi? Hả? Giờ mày đi hay không? Mày không đi, tao quýnh cho mày đi nè. Tao quýnh cho mày đi nè. Bây giờ mày đi không? Dạ dạ nói dạ này. Dạ 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 để con đi xin, để con đi xin dì nè, ơi. Nói nè mày đi xin đi. Xin đầy nón á thì mày về. Mày á mà xin ít tiền á ha, mày đi luôn cho tao. Đi khuất mắt tao. Cái đồ chướng tay gai mắt. Dạ cảm ơn. Dạ con cảm ơn. Trời ơi, con của ai nhỏ xíu mà đi xin vậy? Con ơi, con ăn gì chưa con? Dạ chưa. Nè, giờ cô có bịch bún riêu nè, con mang về con ăn nha. Dạ không, con không ăn đâu, con ăn rồi, con ăn gì? Không, con có đói đâu.
đâu. Khi nào cô đói á, cô mua khác cô ăn cũng được mà. Nè, thôi con qua đây con ngồi đi. Ngồi ngồi xuống đi con. Trời ơi, thấy thương quá à. Con có dùm cô giúp con gì không hả? Dạ không, con tự lo được, con cảm ơn cô. Ờ, thôi cô đi về nha. Đây cô để bún riêu cho con nha. Dạ, cảm ơn cô. Chắc bún riêu ngon lắm nè. Lâu lắm rồi mình mới được ăn bún riêu. Nhớ hồi đó mẹ còn sống, mẹ hay nấu bún riêu cho mình ăn lắm. Con ăn không biết ngán vậy? Trời ơi, bún riêu mẹ nấu ngon quá chừng luôn. Con ăn biết khi nào con ngán, con ăn hoài cũng được luôn á mẹ. Thèm quá mẹ ơi, tô bún riêu của đồng, rau muống xanh xanh rợn năm nào mẹ nấu ăn. Giờ thèm được như xưa, nằm trên chiếc giống sao của mẹ ru các em. Còn nhớ mẹ ơi, năm ấy mưa tơi bời, non lá che trên đầu ra đồng mẹ băng qua. Nhìn từng giọt mưa rơi, lòng con cứ mãi dâng trào, vì con không nghĩ thân mình mẹ dầm trong gió. Xanh rợn mắm tôm thơm nồng một đời con không quên. Mẹ ơi, bún riêu của đồng. Mẹ ơi, sao mẹ ho nhiều vậy mẹ? Mẹ ở trong người sao rồi? Mẹ thấy khỏe mà. Mẹ không sao đâu con. Mẹ ơi, mẹ đừng có chuyện gì nha mẹ. Mẹ còn phải nấu bún riêu cho con ăn nữa đó mẹ. Mẹ biết mà. Mẹ còn phải nấu bún riêu cho con gái mẹ ăn nữa chứ. Còn nhớ mẹ ơi, năm ấy mưa tơi bời, non lá che trên đầu ra đồng mẹ băng. Hãy
dầm trong gió trường mắm tôm thơm nồng một đời con không quên mẹ ơi bún riêu cua đồng muốn xanh xanh rờn mắm tôm thơm nồng một đời con không quên mẹ ơi bún Lâm ơi, mấy ngày nay ba đi tìm con mà không gặp. Lâm ơi, Lâm ơi, Lâm ơi. Ủa, có phải tiếng của ba mình không ta? Lâm ơi, ba đây con. Con ba. Muốn gọi con. Lâm. Con đâu rồi Lâm ơi? Con đâu rồi? Lâm ơi, con kêu ba coi. Trời ơi, con gái của ba. Ba gặp được con, ba mừng quá. Ba tưởng là suốt đời này ba không gặp lại con. Ba nhớ con nhiều lắm. Con cũng nhớ ba lắm á. Con của ba, con có sao không? Dạ con không sao. Dì đánh con nhiều lắm phải không? Không có. Dì thương con lắm. Dì còn mua bún riêu cho con ăn nữa. Con đừng gạt ba. Ba đã biết hết rồi. Ba đi làm về, ba nghe hàng xóm nói dì đánh đòn con nhiều lắm. Dì còn bắt con phải đi ra đường ăn xin kiếm tiền về cho dì cờ bạc. Ba có lỗi với con gái của ba quá. Ba sẽ dẫn con tới xứ khác. Tự tay ba sẽ chăm sóc, lo lắng cho con gái của ba. Ba không để con của ba phải chịu thiệt thòi nữa. Ủa rồi mình làm gì để sống hả ba? Ba sẽ đi đàn, đi hát, đi bán hàng rong. Ba tin là bà con cô bác sẽ thương ba. Ba sẽ có tiền về để ba lo lắng cho con. Ba tập mình đi con. Ba ơi, sao ba hát tòa nhạc buồn không vậy ba? Con hỏi ba tại sao hát nhạc buồn. Cuộc đời ba có gì vui đâu mà hát nhạc vui hả con? Ba hát nhạc buồn, bà con cô bác vui thì ba cũng đã vui rồi. Có người hỏi tôi tại sao thương ca nhạc tình, tại sao thương ca nhạc sen. Trả lời gì đời trong tim đầy với nỗi niềm. Từ thuở còn thơ nghe tiếng mẹ âu ơ, không thể nào quên cha tôi ngày nào gian khổ, đêm nghe vài câu vọng cổ. Đời nghèo mà vui tìm trong lời ca tiếng nhạc, đây lòng mẹ bao la kia câu hát tình cha. Này anh công nhân, chị bán hàng rong, này anh bác sĩ hay chị phu đang quét đường, này đôi uyên ương, bạn bè muôn phương, những người tha hương cùng tôi hát câu nhạc sen.
không tô điểm lúa là không khoe sắc ngọc ngà nhưng đậm đà Việt Nam. Xen đây xen nghĩa xen tình như bóng với hình, thương lắm mình ơi. Từ thuở ấu thơ tôi đã được nghe tiếng mẹ ầu ơ qua những câu nhạc sơn, câu hát yêu thương ngọt ngào thân thiết tình chạm áp như dần thái dương, lòng mẹ bao la như biển Thái ơi bình. Ôi câu hát thân quen đã theo tôi như bóng với hình, có người hỏi tôi vì sao thường ca nhạc sơn, vì tuổi thơ em đềm câu nhạc sơn đã ngân nga, đâu phải của riêng mình mà là của cả Việt Nam, từ thôn quê cho đến nơi thành thị, từ anh nông phu cho đến anh bác sĩ, từ chị bán hàng rong cho đến chị quét đường. Này đôi uyên bạn bè muôn phương, những người tha hương cùng tôi hát câu nhạc xên. Xên không tô điểm lúa là không khoe sắc ngọc ngà nhưng đậm đà Việt Nam. Xên đây xên nghĩa xên tình như bóng với hình, thương lầm mình ơi. Xén không tô điểm lúa là không khoe sắc ngọc ngà nhưng đậm đà Việt Nam. Xén đây xén nghĩa xén tình như bóng với hình, thương lắm bạn mình ơi. Ba ơi, ba hát hay quá à. Mốt con lớn con sẽ đi hát kiếm tiền nuôi ba. Ba ha. Con gái của ba ngoan quá. Ba sẽ khỏe, ba sống hoài để ba nuôi con. Con không phải làm gì hết. Thôi mình chào bà con của bác mình đi nha con. Chào bà con. Chú Khương Dừa chào bé Hải Lam. Dạ em Khương Dừa chào anh Kha. Dạ. Này, dạ, chào hai cha con ở trên sân khấu. Dạ. Dạ. Dạ, chứ không phải là hai cha con ngoài đời. Dạ, mình đứng sân khấu mà không thấy đường ở trên. Dạ xin chào đây. Dạ rồi, chúc mừng hai cha con ở trên sân khấu đã hoàn thành xong phần thi của mình nha. Dạ, ở dưới thì quý bà con cô bác cũng như ban giám khảo rất là thương hai cha con. Khương Dừa thì nói chung thí sinh nào cũng thương, nhưng mà cảm động nhất là những thí sinh mà đi lại khó khăn giống như là anh Kha với lại bé Lam. Cảm ơn quý bà con bác, cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều đã ủng hộ cho phần thi của anh Kha và bé Hải Lam. Dạ, xin cảm ơn. Dạ, con thi trước thôi, con chào ban giám khảo với bà con cô bác trước ha. Dạ, con chào ban giám khảo, con chào quý ông bà, cô chú anh chị. Dạ thì lời đầu tiên cho phép con gửi đến ban giám khảo và quý ông bà, cô chú anh chị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Cái này có một bạn nhỏ lên tặng hoa cho con nè. Rồi con giới thiệu con tên gì nè, bao nhiêu tuổi và học lớp mấy rồi? Dạ con tên là Trần Hoàng Hải Lam, năm nay con 11 tuổi nhưng mà gần 12 tuổi. Năm nay thì sau hè năm nay con lên lớp 7. Giỏi quá. Wow, học giỏi quá con. Con học trường Nguyễn Đình Chiểu hả con? Dạ đúng rồi. Con học trong đó con có gặp mấy bạn nào mà thi trong chương trình Ngôi Sao Việt Vườn chưa? Dạ có hai bạn là bạn Bảo Châu với lại bạn Minh Phong. Rồi con đi thi cái này là do hai bạn giới thiệu hay là con biết chương trình thì con đi thi? Dạ cái đó là do là bình thường thì ở nhà thì ba mẹ con cũng có hay mở cái chương trình này để mà xem, thì con cũng biết chương trình này và con cũng muốn đi để thử sức bản thân mình xem là mình thử sức của mình tới đâu phải không? Dạ đúng rồi. Rồi bữa nay thấy sức mình tới đâu? Dạ không biết nữa.
nhưng mà con thấy khó cảm nói. Giác sao khó nói hả? Dạ. Mà con thấy vui không? Dạ vui. Bữa giờ tập luyện cực quá không? Dạ. Rồi cảm ơn con gái ha. Rồi giờ tới cha nè. Cha là anh Kha, quê ở Bến Tre đồng hương với Khương Dừa. Hồi tập 3 Khương Dừa có giới thiệu đến ban giám khảo và quý bà con bác đó là anh chị Mai Sao á, có ông xã cũng thi tập 4. À, anh Kha là ông xã của chị Mai Sao. Xin chào ban giám khảo, chào anh Châu Thanh, chị Ngọc Quyền, anh Minh Nhí, Khương Dừa cùng toàn thể tất cả bà con cô bác đang xem chương trình. Em tên là Quỳnh Văn Kha, quê ở Bến Tre. Trước cũng có làm bên nhạc nhưng mà sau Covid thì thất bại quá, kinh tế khó khăn cho nên vợ chồng lên Sài Gòn đi bán hàng rong để kiếm sống. Dạ, hàng ngày thì hai anh chị đi chung hay là chia ra để đi? Dạ, hai chồng em đi chung mà đi đâu đi chờ em đâu chờ, mà vợ em đó mà bả đâu thì em ở đó. Dạ rồi, vậy là bà con cô bác cũng ban khảo cũng biết sơ sơ vậy. Bẻ Hải Lam và anh Kha hang. Rồi giờ bây giờ thì hai tiết mục là nó liên tiếp nhau, là một câu chuyện luôn. Đó, gắn kết với nhau. Bây giờ cũng vừa kính mời ban giám khảo mình sẽ góp ý cho bé Hải Lam, rồi sẽ góp ý cho anh Kha. Trước hết là bé Lam. Bé Lam ơi, nhìn thấy con xinh xắn quá ha. Bé xinh xắn. Đúng rồi, có cái gương mặt rất là xinh mà con người rất là thông minh ha. Cháu rất là thông minh mà giọng hát lại cũng rất là truyền cảm. Còn bé mà cao cháu hát, trời ơi sao mà đâu vô đó, giống như là con là chuyên nghiệp về trong cái ngành hát vậy đó. Hôm nay gặp con thì hết sức là cảm xúc luôn, thấy cái sự lạc quan của con trong cuộc sống. Và bác cũng mong sao dù mình không có ánh sáng trong cuộc đời nhưng mà mình có tâm mình rất là sáng và mình rất thông minh. Chúc mừng con nha. Dạ, cảm ơn bác. Còn về Kha, dù rằng mình không được ánh sáng như bao nhiêu người khác nhưng mà tụi em lại là có một cái nghị lực rất lớn và có một tình yêu thương nhau chồng đâu vợ đó, rồi lại có một cái giọng hát truyền cảm mà hôm nay em đã gửi đến cho mọi người một cái bài hát rất là nổi tiếng của danh ca nhạc sĩ Ngọc Sơn. Bài hát đó chính anh cũng yêu mến Ngọc Sơn mà anh đã thuộc bài hát đó luôn. Vậy hôm nay anh muốn anh với em hát một đoạn bài Sến đó nha. À, xin gửi đến tất cả bà con nha. Dạ. Nhưng Châu Thanh biết bà con gọi lũng cũng là những tấm lòng nhân ái không à. Châu Thanh mong được cái sự ủng hộ bà con mỗi người chút chút vậy đó, để giúp cho Kha và cũng như là giúp cho bé Lam nha. Nhạc của danh ca nhạc sĩ Ngọc Sơn, một bài hát
nói lên thấm đậm tình người. Từ những anh công nhân chỉ người quét đường mà dân ca nhạc sĩ Ngọc Sơn đã tô đậm lên bài hát này, để thể hiện xin tình xin nghĩa, xin tình xin nghĩa bà con ơi. Anh cảm ơn hai em. Hai đứa em thả tim nè. Rồi. À, Hải Lam ơi, với cái hình ảnh của con, người khiếm thị mà đến với chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn, cô Huyền rất là quý ha. Nói về cái tình yêu của cô dành cho con đó, thì cũng như bác Châu Thanh hoặc là tất cả quý bà con cô bác ở đây rồi. Bây giờ thì cô nói về giọng hát ha. Con có một cái giọng hát vang rất là đẹp. Thì thật sự ra đó, nếu là nói hay đó thì thật chưa là xuất sắc con ha. Bởi vì con vẫn còn là một giọng hát trẻ. Con có sẽ ráng cố gắng tập luyện hơn. Đối với cô Huyền như vậy là con trọn vẹn lắm rồi. Con hát hay lắm rồi. Và con rất là dễ thương và con rất là tự tin khi mà diễn cái tiểu phẩm của con, vừa nối qua cái tiểu phẩm của bác Kha luôn ha con ha. Rồi còn về Kha đó thì tiếng hát của em thì đối với chị đó rất là đẹp ha. Và cách hát từ vọng cổ cho tới cả nhạc tình bolero sến, bài sến đó, quá là xúc động luôn. Không biết nói gì hơn là cảm ơn em cũng như cảm ơn vợ em đã đến với chương trình và đã cho tất cả ban giám khảo, ban tổ chức cũng như là quý bà con cô bác được thấy những cái nghị lực sống, những cái đam mê mà của vợ chồng em đã trao tặng cho chương trình. Xin chân thành cảm ơn em rất là nhiều. Anh Châu Thanh và chị Ngọc Quyền đã góp ý hết rồi. Anh chỉ chúc mừng chú Minh Nhí chúc mừng con nha. Nha Lam nha. Chúc con luôn luôn vui vẻ. Luôn luôn vui vẻ và có một cuộc sống thật là đẹp nha con nha. Hạnh phúc, vui vẻ, học giỏi nha. Còn anh chúc cho Kha và vợ, vợ em cũng làm cũng ấn tượng trong tập vừa rồi. Thì đúng là cặp vợ chồng này là chắc ở nhà hát với nhau suốt quá ha. Anh đã xúc động và anh đã rơi nước mắt. Rơi nước mắt ở đây là gì? Trong đó có phần là giọng ca của em hay quá. Và như chị Quyền nói là em xử lý ca từ rất là xuất sắc luôn. Chúc mừng hai cha con trên sân khấu. Đây là tất cả tấm lòng của quý bà con đã dành tặng cho em và cho cháu đó. Đây. Xin cảm ơn tấm lòng của quý bà con cô bác anh chị em đã ủng hộ cho con hai cha Duyên con. Xong bắt đi dài dài. Xin cảm ơn. Dạ Lam ơi, con gửi quà cho bán khảo là gì con? Hủ đồ chay hả? Dạ cái đó là sừng non nho chay chiên giòn bác con làm để gửi tặng ban giám khảo với lại chú Hương Dừa. Rồi chú cảm ơn. Còn anh anh Kha thì tặng kẹo dừa đặc sản của quê hương Bến Tre. Quê hương Bến Tre em có kẹo dừa, em cũng xin gửi đến ban giám khảo cùng bà chắc mời anh chị lên đây để trao hoa luôn ha. Dạ rồi cảm ơn bé Lam.
Và cảm ơn Kha đã tặng quà cho ban giám khảo. Đây là hoa của Ngọc Huyền nha. Đó. Thì Ngọc Huyền biết là trong chương trình cũng có tặng cho bé Lam và anh Kha rồi. Thì hồi nãy giờ đó thật sự đó, lúc mà bắt đầu từ đầu chương trình đến giờ Ngọc Huyền muốn tặng quà cho ban nhạc đó mà chưa có tặng được. Cho nên thôi đây, anh Châu Thanh đã tặng cho món quà rất là đẹp cho Kha và bé Lam rồi. Thì thôi xin phép cho Ngọc Huyền được tặng quà cho ban nhạc. Ban nhạc tôi đánh hay quá đi. Hay quá. Mà nãy giờ tôi không có tặng quà gì cho ban nhạc, tôi xót ruột lắm. Anh ban tính... nhạc ơi, bây anh giờ chị Ngọc Huyền không? Tặng quà cho ban nhạc nha. Nè, chị Huyền gửi cho em Ngọc Thịnh, Thịnh của chị Huyền phải không? Dạ. Còn đây là chị Ngọc Huyền. Bạn Minh Trung. À em Minh Trung. Dạ. Minh Trung ông... thí sinh ngôi sao vườn mùa 2, vườn mùa 8 của chị Huyền tặng quà em và chị. Chị Phong. Chị Phong. Thí sinh ngôi sao miệt vườn mùa 3 chưa thi. Rồi, dạ rồi. Cảm ở đây ơn, thì dạ. Bây giờ có ơi. Hai cái phong bì và mỗi phong bì 2 triệu đồng của một người chị của Khương Dừa gửi tặng cho các anh chị các bé mà tham gia trong chương trình ngôi sao vườn mùa 3 mà đi lại khó khăn. Đây để anh gửi anh Kha nha. Dạ. Còn đây là chú Khương Dừa gửi cho chú Cầm đây nè, gửi cho con nghe bé Lam. Rồi. Rồi. Rồi hai tiết mục thật là xúc động. Bây giờ thì thay đổi không khí đi. Khương Dừa sẽ mời về hội quán ngôi sao miệt vườn trong chương trình ngôi sao miệt vườn mùa 3 này một cô ca sĩ rất là nổi tiếng luôn đó, sẽ hát để phục vụ quý bà con bác nha. Bà con bác cho một tràng phất tay thật lớn ạ. Nghe đây ông bầu. Dạ dạ giờ anh Audi biết tính của ông bầu mà, tuy là nói nhiều nhưng mà lại toàn điều bổ ích ạ. Dạ 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 Audi vẫn nghe đây ông bầu ơi. Dạ Audi hứa với ông bầu á là ca sĩ Cẩm Tú Cầu sẽ đến đúng giờ ạ. Dạ dạ vâng ạ. Dạ dạ cái gì vậy Audi? Trời đất ơi, đi chơi sao mà cứ nghe điện thoại hoài vậy hả? Oh my god, Cẩm Tú Cầu làm như vậy là chết Audi rồi. Ủa Cẩm Tú Cầu làm cái gì mà Audi chết? Trời ơi, mình đã nhận biết bao nhiêu show rồi, bây giờ ca sĩ Cẩm Tú Cầu mình không đến thì bao nhiêu uy tín hợp đồng mình bị mất hết. Trời ơi, giận lắm quá. Audi suốt ngày cứ show diễn, trong khi mấy tháng qua Cẩm Tú ngày nào cũng đi hát hết trơn á. Mệt muốn chết luôn. Bây giờ hả, Cẩm Tú không có muốn đi hát nữa, Cẩm Tú chỉ muốn đi du lịch chữa lành thôi. À, đi du lịch chữa lành? Ừ. Trời, lấy cái tiền đâu ra mà chữa cho người ta? Nè bây giờ Audi hả, cứ lấy cái tiền mình đi hát mấy năm nay đó trả hết cho người ta đi, rồi khi nào mà Cẩm Tú khỏe lại rồi Cẩm Tú đi hát kiếm tiền lại, coi như mấy năm qua là công cốc đi. Yes. Cẩm Tú nói như vậy là bó tay chấm com rồi. Thôi mà lỡ tới đây rồi thì chơi tôi thoải mái đi Audi. Ờ chơi thì chơi. Qua đây. Trời ơi Audi. Gì vậy? Trong rừng nhiều cây cối của Audi. Ủa, trong rừng là phải có cây có cối chứ. Trời ơi, Audi có thấy là cái không gian ở đây nó thật là trong lành và mát mẻ không? Ê cha, trời ơi, đẹp quá nè. À, Audi, chụp cho Cẩm Tú Cầu về tắm đi. Chụp. À, ok. Đây. À, 1, 2, 3. À. Ủa, sao vậy Cẩm Tú Cầu? Gắn. Có con gắn. Audi ơi, gắn Cẩm Tú Cầu rồi Audi ơi. Giờ sao đâu Audi ơi. Trời ơi. Trời ơi. Audi. Tối quá rồi. Giờ sao đây? Alo. Dạ. Cẩm Tú hả? Cẩm Tú Cầu thì đánh cắt. Nghỉ hát nha. Trời ơi, giờ này còn gọi ông bầu làm cái gì, kiếm người tới cứu đi, còn giỡn nữa. Sáng giờ chưa kiếm được lý do nào nghỉ hát chính đáng. Trời ơi, bây giờ phải làm sao à? Trời ơi, dối quá. Bây giờ sao đi, Audi ơi. Nhanh lên. Nhai đi, Cẩm Tú. Nhai đi. Nút. Ủa mà nhai cái này là nó hết độc hả Audi? Đâu có đâu. Đi sao? Nó trấn an tinh thần thôi. Trời ơi, tôi chết hết rồi nè. Trời ơi, có ai không? Cứu Mia, cứu chúng tôi với. Trời ơi, con cái bà rắn, con bà nằm con chỗ gì trời á. Ai không? Giờ sao đây, kiếm người tới cứu đi.
Có chuyện gì? Ai kêu cứu đó? Anh cà xanh, anh cà xanh, đi hướng này này anh ơi. Đi hướng này này anh ơi. Nhanh lên Âu Đi. Kêu. Kêu người, kêu. Đúng rồi đây. Đúng. Ủa đi đâu rồi trời? Âu Đi. Bên này mà. Trời ơi. Ôi cứu người. Trời ơi, cũng đắng rồi, cái đó chết rồi, còn gì nữa trời. Kêu người, kêu người. Đâu đâu, để tôi xem. Cái giò bên đây anh đâu? Trời ơi trời. Ai cô cứ bình tĩnh. Để tôi xem. Trời. Đây là loài rắn cực độc. Nó có tên khoa học là loài rắn không trăng. Nếu ai bị nó cắn trong vòng 5 phút không được sơ cứu sẽ chết queo. Trời ơi, anh đập nó chết giùm em đi anh ơi. Không, không được đập nó chết. Nếu đập nó chết, nọc độc sẽ phát tán nhanh hơn. Chỉ còn 3 phút sẽ chết queo. Trời ơi, nãy giờ nói chuyện hết 2 phút rồi, còn có 1 phút thôi. Cứu ơi, cứu ơi. Anh ơi. Cô cứ bình tĩnh, để tôi sơ cứu cho cô. Kìa, cái bắp chuối này. Hả? Sao tôi thấy quen quen? Cô, cô có phải là ca sĩ Cẩm Tú Cầu, chuyên trị dòng nhạc bolero phải không? Yes, anh là ai mà thanh biết tên thiệt của em? Để tôi nhắc cho cô nhớ, 8 năm trước, trong buổi live concert, kỷ niệm 100 ngày ca hát của cô. Em nhớ rồi, rồi sao nữa? Bữa đó, cô hát nhạc bolero sung quá. Tôi là chàng trai lên nhảy, sập sàn, sập sân khấu đó, cô không nhớ sao? Thì ra là anh. Bữa đó đêm diễn bị lỗ, em mới đi là làm trả nợ tới giờ chưa hết đó. Tại anh không à. Gặp em từ buổi xem nhạc, dòng ca ngọt êm xiết bao, lời ca bóng như lao sao mà lòng anh thấy sao nào nào, tựa như giấc mơ phương nào. Từ khi gặp em anh buồn, lòng anh thầm nghe vấn vương. Từ sao ấy đến hôm nay mà sao em vẫn như không hay, để anh lòng với hết đắng cay, xin em chớ vội lấy chồng như người ta hát diêu bông, như người ta trách lá diêu bông. Chờ em chờ đến bao giờ để anh về thêm giấc mơ, đành ngậm mối tương tư đâu thì thôi em hãy cho anh xin, hẹn em kiếp sau ta gặp nhau. Trời ơi anh ơi, cái gì mà hẹn tới kiếp sau nữa anh? Trời ơi, em là con người sống có kiếp này thôi, không còn kiếp sau. Anh làm ơn anh cứu em giùm cái, em nguyện em sẽ lấy anh, em sẽ cùng anh đi bắt rắn, em sẽ vào rừng cùng với anh. Em sẽ lo cho anh, em sẽ làm cho anh vui, được không anh? Em sẽ làm cho anh vui mà. Làm ơn đi anh ơi. Từ khi gặp em anh buồn, lòng anh thầm nghe vấn vương. Từ sao ấy đến hôm nay mà sao em vẫn như không hay, để anh nhớ thương ngày đêm. Anh luôn mong gặp em hoài cho lòng vơi hết đắng cay,
vội lấy chồng như người ta hát diêu bông, như người ta trách lá diêu bông. Chờ em chờ đến bao giờ để anh về thêm giấc mơ, cành ấm mối tương tư đâu thì thôi em hãy cho anh xin, hẹn em kiếp sau ta gặp nhau. Cành ấm mối tương tư đâu thì thôi em hãy cho anh xin, hẹn em kiếp sau ta gặp nhau. Cẩm Tú, Cẩm Tú, cô sao rồi? Vãi đây, vãi đây, vãi đây, vãi đây. Trời ơi, Cẩm Tú chết rồi. Alo ông bầu hả? Cẩm Tú ra đi rồi, có thể cho Audi lên hát được không ạ? Dạ, dạ, chưa đủ trình ạ, dạ. Cô nói gì? Cẩm Tú không chết, cô ấy chỉ xỉu thôi. Hả? Rồi ai chết? Con rắn mới chết. Con rắn sao chết? Tuy rằng con rắn nó rất độc, nhưng nó cắn nhầm cô ấy, máu cô ấy còn độc hơn nó, nên nó chết. Em còn sống không quý vị ơi? Đây là lời cảnh báo cho loài rắn khi gặp Cẩm Tú Cầu nha. Tránh xa. Sao? Dạ không sao em không. Rồi xích vô. Trời ơi. Cảm ơn Thành Tuấn và Thanh Trương đã hỗ trợ cho tiết mục của anh Linh. Dạ, cảm ơn hai bạn rất là nhiều nha. Rồi anh chào ban giám khảo cùng với quà bà con cô bác đi anh. Dạ, cho phép Ngọc Linh xin gửi đến anh Châu Thanh, chị Ngọc Quyền và anh Minh Nhí và toàn thể bà con cô bác có mặt trong buổi buổi live concert. Buổi live concert hôm nay lời chúc sức khỏe và là chào trân trọng nhất ạ. Em có cái chất giọng đó, em có chất giọng hát liếng lấy cũng rất là ok nha. À, và cái khuyết điểm của em là gì biết không? Một là Bắc là Bắc hẳn, hai là nam hẳn. Em cũng hơi bị lai lai chút á. Ảnh ảnh cũng như là nhiều thí sinh hầu như không biết cái chuyện đó cho nên là góp ý xong rồi cái quen rồi, giống như em vậy đó. Em người miền Tây mà khi em hát cái bolero thì em phải để từ ngữ từ chữ không. Miền Tây tụi mình là vậy hồi đó lúc anh chưa lên thành phố á là anh cũng hát nhiều khi cũng bị sai chính tả dữ dội lắm. Dạ. Nhưng mà được người lớn góp ý á. Dạ. Được mấy anh chị ca sĩ lớn góp ý cái bắt đầu là mình sửa từ từ cái nó quen rồi em đó. Mà dạ, chúc mừng em cũng đã xong tiết mục dự thi, chúc mừng em. Dạ, cảm ơn anh ạ. Đặc biệt đó thì Ngọc Quyền khen Ngọc Linh nha, có những cái nốt luyến rất là lạ, rất là lạ và luyến đẹp nha, rất là bolero luôn, Ngọc Quyền rất thích nha. Rồi cảm ơn Ngọc Linh rất là nhiều đến với chương trình. Cảm ơn chị Ngọc Quyền. Chào Ngọc Linh. Dạ, anh chào, anh chào. Lần đầu tiên mà Ngọc Linh nói là đang đứng trên một sân khấu rất lớn, rồi được cái sự ủng hộ của tất cả bà con ở dưới đây, cũng như trước mặt anh Ngọc Quyền và Minh Nhí là những người thay mặt để tuyển chọn tất cả các em đã đến với chương trình. Thì hôm nay nói chuyện với em và anh cũng muốn nói với lại tất cả các em đang chuẩn bị trên vòng thi đó, hãy tự nhiên, hãy tự tin và hãy nghĩ như tất cả chúng ta là những người trong gia đình. Mà các em hãy nghĩ là hôm nay, lâu nay mình coi là anh Châu Thanh, chị Ngọc Quyền và anh Minh Nhí hát. Hôm nay mình hát cho bạn nghe nha. Để niềm có một niềm tự tin như vậy đó. Dạ, em dạ, cảm ơn anh. Dạ. Cảm ơn ban giám khảo. Mời anh xuống dưới nhận hoa của ban khảo ạ. Đây, tặng em đây. Đây, chị tặng cho em. Đây, tặng em. Và đây phần quà của anh Linh gửi tới ban giám khảo. Cảm dạ, ơn Linh nha, để chuẩn bị ban giám khảo. Dạ, chị nhận luôn nha. Dạ, của lòng nhiều em gửi đến ban giám khảo. Cảm ơn đúng rồi, cảm ơn em rất là nhiều, quý lắm luôn á. Dạ, thương. Okay, cảm ơn em. Hôm nay là mình ban khảo ha. Rồi bà con bác đang xem chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn đây. Không biết là ở nhà mình có ai giữ nhà không hay là mình bỏ nhà mình đi coi chương trình nè. Anh Châu Thanh còn có ai giữ nhà không anh?
Có chứ em. Có hả? Vậy cũng yên tâm chứ. Chị Huyền. Dạ không, không ai giữ nhà hết. Chị khóa cửa rồi chị đi lên đây. Còn anh Minh Nhí? Có. Có hả? Có. Có thiệt không anh? Có thiệt chứ. Vậy là hơi nguy hiểm nha, là chị Huyền là không có ai ở nhà. Đúng coi rồi. Chừng sẽ có hai tên ăn trộm vô thăm nhà của chị. Tèn tèn. Nghe rung quá, tôi đi về. Em dạ, không mau đi về, mình ở lại đây em để ơi. Mình xem hai hạng trộm này vô nhà chị làm gì nha. Nhà to quá, mát quá. Ui ui, gì mày? Gì? Mày đâu vậy? Điên trộm chứ đi đâu? Mày điên trộm mà đi hiên ngang, tao tưởng đi vô nhà mày không. Trời ơi, tao đi vậy á, lỡ chủ nhà tao thấy tao á, tao nói tao khách. Rồi mày gặp chủ nhà chưa? Tao gặp rồi. Rồi mày có bị bắt lần nào chưa? Trời ơi, đi ngang vậy hả? Bị bắt bình thường. Vậy sao mày không đi giống tao? Tao đi như mày khum khum vậy nè, nó mệt gần chết cũng bị bắt. Mà tao đi ngang như vậy á thì cũng bị bắt. Vậy thôi tao đi đi ngang vậy cho nó khỏe hơn. Ừ, thằng này nói có lý hả? Nhà này của ai vậy? Nhà này là nhà của anh Minh Nhí. Không, không, lộn lộn thôi. Nhà của Ngọc Quyền. Nhà cũng rộng dữ ha. Không biết trong nhà có gì không chứ bữa mày dẫn tao qua nhà ông Châu Thanh á, chui qua cái hàng rào bự chà bá, tao dướng tao rách đồ tùm lum luôn. Quần, áo nè, tùm lum luôn thấy không? Mà nhà này giàu không? Tao nói với mày á, tao đã tìm hiểu hơn một tuần lễ nay rồi. Nhà nó là giàu cực kỳ cái khu này luôn. Mày biết không? Ảnh có cái sân khấu này Trương Hùng Minh to đúng giữa quận 10 luôn. Mỗi một lần mà ảnh tổ chức ha, tao nói với mày ha, tiền vé bán nghe nói là tiền tỷ. Trời ơi, quên ghế hết, không còn một ghế nào hết. Công nhận ông này giàu dữ ha. Không. Hôm mày vô nhà mày coi cái gì quý giá mày lấy đây, tao đứng đây tao canh cửa cho. Mày canh cho kỹ nha. Ừ. Canh nha, canh nha. Nhận ông chủ nhà này mày ơi, ông chuẩn bị sẵn cho tao với mày nè. Trúng bánh rồi. Chuyện này vô bánh rồi. Đâu mày mở ra có nhiều quý giá. Tao để tao lục coi. Bình trà đá mày ơi. Thôi bình trà đá bỏ đi, có còn gì nữa. Hợp phấn. Hợp phấn bỏ đi, có còn gì nữa không? Trời ơi, đôi dép lào. Tao bỏ đi mày ơi. Không không, mày không lấy để tao lấy, tao về tao mang. Rồi tìm kỹ cái còn gì nữa không? Đây 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 đây. Trúng bánh rồi. Cái gì vậy? Kim cương đi em anh. Vô rồi, vô rồi. Ừ. Ôi ôi. Nhiều đây tao mày sống cũng mấy năm á. Viên này bự. Thôi được rồi, rút. Rút. Ờ mà. Khoan khoan khoan. Cái gì nữa? Hồi nãy tao vô trọng á, tao để ý trọng á, có cái dĩa khô mực. Mày để tao vô trọng, tao lấy ra. Tao mày. Mày khùng hả? Mày đi ăn trộm mày ở lại, mày ăn chủ nhà vậy bắt mình sao? Mày cứ yên tâm đi. Sao? Hôm nay á, anh đi chấm thi cho thí sinh ngôi sao miệt vườn, tại hội quán ngôi sao miệt vườn. Tới 2 giờ sáng không biết ông về chưa nữa. Mày chắc không? Chắc, mày yên tâm. Rồi, mày vô lấy đi. Để tao lấy ra. Kịch bản vậy mà biên tập đã biết trước rồi mà nở tới 2 giờ sáng. Trời, có đĩa khô mực. Đây, 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 tao mày coi thấy đi. Dạ, khô mực ngon dữ ha. Có lý à. Nhưng mà tao thấy thiếu thiếu gì á. Im im, để tao. Đây, biết không? Tao biết ý mày mà. Công nhận thằng này chu đáo thiệt chứ. Rồi, hai anh em mình á, uống cạn đêm nay luôn nha. Vô. Ghen ngủ cái tay nó rung quá trời. Vô. Hôm nay mình làm ăn trót lọt rồi. Nhiều đây tao mày sống cũng mấy năm á. Mà thôi tao nghĩ chắc tao bỏ nghề quá mày ơi. Cái nghề này sớm muộn gì cũng bị bắt à. Vô. Vô. Tao tính như gì, ngày mai tao lên thành phố lập nghiệp, mày ở lại quê nhà nha. Rồi mày đi rồi, tao ở đây tao làm với ai?
thì mẹ ở lại quê nhà, mẹ lo ruộng lúa nương phai. Tao thấy mày cũng nói đúng á. Vậy thôi, mày đi thành phố mày lập nghiệp đi. Tao chúc mày thành công. Mẹ lại giữ gìn sức khỏe nha. Thôi bỏ nghề đi mẹ ơi. Chắc tao cũng nghe lời mày, tao bỏ nghề. Còn lại một đêm thôi, rồi mai ta tự tà. Bạn thân mến người mãi đôi đường xa biệt từ đây. Để sớm mai này mỗi người một nơi. Tôi rời phố thì xa quê nghèo cách biệt sơn khê. Còn lại gì anh ơi, dù ly môi cạn rồi. Còn giây phút thôi trắng khuya tàn xa biệt từ đây. Dù đắng men nồng nghe như mặn bờ môi, răng như ngàn nỗi buồn ba cố vui lệ vẫn tuôn dòng. Lời cuối bạn ơi, mình trao lời tâm tình, gửi trao lời tâm sự. Trong quãng đời sương gió đi qua, tình bạn đôi ta luôn có nhau trong đời. Luôn sớ chia vui buồn những mặn nồng cay đắng gian nan. Mình siết chặt tay nhìn nhau lần sau cùng, mà nghe ôi náo nùng xa cách rồi xin chớ quên nhau. Nghẹn ngào trong tim tôi ở lại, nghe trong lòng mang nặng niềm đau. Bạn đi tôi ở lại, nghe trong lòng mang nặng niềm đau. Tàn đông hai phương trời ly biệt anh ở, tôi đi cách biệt hai mình. Dù cạn ly đừng dương lụy ưu phiền, sáng mai đây tôi rời xa muôn hương. Ở quê nhà anh lo ruộng bạn nghèo xin chớ phôi pha, chia sớt buồn vui có nhau trong hoàng nàng. Sao điên tàn rồi tôi sẽ ra đi, dù chia ly đừng bùi người đưa tiền. Vô, vô mày ơi, vô. Đại huynh, đây là ly rượu quê hương, để xin mời đại huynh uống cạn. Uống chứ đệ, nhấp cạn chén men này rồi mãi sáng sẽ ra đi. Nhấp chén men cay ta nghe sầu rừng rừng lệ, rượu chia ly chưa lễ ân tình. Mai anh đi tôi ở lại riêng mình, đường sơn cây xa biệt ngàn sương gió. Trong ruồi đất trời mong có được ngày mai, tìm tương lai nơi giữ lòng vẹn nghiền. Dù xa cách nhưng lòng không chia cách, nước chảy đá mòn nhưng tình bạn đừng phai.
và tôi sắm giá biệt nhau rồi. Vậy chào trong phút chia ly mà nghe tâm sự chứa đầy yêu thương. Tình bạn nghèo sao đành chia tay, ngày sau ta gặp lại. Thầm mong chúc anh vui an lành, ước nguyện ngày xanh. Dù đã kia mòn nhưng tình bạn đừng phai. Xa nhau đừng cách lòng, hai phương trời như một đêm thương. Dù đã kia mòn nhưng tình bạn đừng phai. Xa nhau đừng cách lòng, phương trời như một niềm thương. Thương cái đầu mày, thương cái đầu mày. Hai thằng khốn, hai thằng thần kinh ngồi dậy chưa? Ngồi dậy. Trời đất ơi, tôi đi làm mà tôi coi camera, nó gan quá, nó vô nhà tôi, nó ăn trộm mà nó tự nhậu luôn. Trời ơi là trời. Tôi kêu chính quyền hốt tụi bay. Coi nè, khô mực tôi nướng từ năm ngoái, tôi chưa kịp dục lên đi ăn rồi nè. Tao mất gì tao không tức, cho tao mất đôi dép này là tao tức nhất nè. Ngồi dậy. Nó đánh thiệt à, nghe. Ngồi dậy, gan quá. Ê, hát hay vậy, không đi làm ca sĩ, không đi làm nghệ sĩ đi, tự nhiên đi ăn trộm làm gì cưng hả? Dạ, dạ con đam mê, đợt này có tiền con đi làm nghệ sĩ. Quỷ ma trà trộn mình nhất đây nè. Thôi đất ơi. Thôi bạn ơi, ở nhà ba mẹ bạn sẽ rất hạnh diện, bạn mang lên thành phố bằng diễn ra ăn trộm ăn cướp mà. Cảm ơn bạn Dịch Thái rất là nhiều đã hỗ trợ cho phần thi của bạn Hiếu. Rồi chúc mừng em nha, rất là dễ thương. Cảm ơn ban giám khảo, cảm ơn quý bà con bác đã cổ vũ cho hai bạn. Rồi em chào ban giám khảo với chào bà con bác ha em. Dạ, lời nói đầu tiên em xin chào ba vị giám khảo và khán giả lời chào thân thương ạ. Tên Lê Chí Hiếu. Em bao nhiêu tuổi? 36. Rồi em làm công việc gì? Em hả? Em thì em buôn bán lóc cốc. Thì bán rau củ ha, đồ ăn đồ đó, nhằm khi có khi em hát gì, em khi mấy anh em thương, em khi có đám tiệc cũng có kêu em hát. Vậy hả? Dạ. Em bán ở đâu? Ở dưới quê Cần Đước á. Ở Cần Đước, Long An. Dạ rồi, cảm ơn em. Giờ bà ban khảo sẽ góp ý cho em ha. Nhờ gá hay, hát tân nhạc cũng hay. Nếu mà hát tân nhạc cũng hay, hát giọng cổ cũng hay. Có thể lúc đầu thì nó hơi chưa có xuất sắc lắm. Nhưng mà càng hát thì càng về sau thì càng hay. Anh thích mấy cái mà em vừa bắt chước, có những cái chỗ anh bắt chước anh Châu Thanh, những cái cao lên rồi mấy cái mà xuống cái chữ anh, chữ dấu nặng á, là giống anh Thanh Tuấn á, cái kiểu vậy đó, thích hay, cho nên là thôi tha nhưng mà bỏ nha. Giống này như cũng tính bỏ nghề rồi mà. Bỏ nghề nha. Em đổi nghề cũng đi. Tưởng bữa nay thi không được luôn, một tuần lễ nay uống thuốc mà bữa nay em đi thi mà người ta nói mày đi thăm đẻ vậy. Em đem nước sôi rồi đem chanh, đem đường, đem muối. Em bệnh nay một tuần lễ mới lấy tiếng lại, sáng giờ nhậu nước nóng mới là ca được. Thôi cũng độ đó. Dạ. Thấy không? Sáng giờ giấy quá trời luôn. Đem chanh, đem khóm đồ ăn, nãy giờ ăn sao. Vậy là tổ cũng thương đó. Bệnh rồi tới giờ thi lên. Phái chú Châu Thanh lắm nhưng mà ca hơi dài giống chú Châu Thanh không được. Cho con ca bài Nụ Hồng với chú được không? Được. Xin quý vị dành cho Lê Chí Hiếu cùng với Châu Thanh một tràng pháo tay cảm tạ. Nụ hồng trước ngõ nhà nở hoa bướm mong tìm lại, ngọt ngào say đắm toàn cho đời càng hư
Dương hồng thoáng bóng hình ai, nhà bay tóc mây mềm mại, ngỡ ngàng ánh mắt nhìn nhau, anh gì thương lại càng thương, ngỡ ngàng ánh mắt nhìn nhau. Người con gái dùng bón cây xanh chăm chút từng nụ hoa hồng. Trời đất mênh mông mà chân tôi lại hướng một con đường. Sự rung động con tim không có thuốc tiếng nào chỉ ngừ. Mỗi khoảnh khắc mong gặp nàng dùng lấy thành cả lòng muốn nói với em thật nhiều nhưng không tìm được lời hay. Lặng lẽ tần ngần nhìn cảnh hoa sáng thăm, bỗng thấy chút ghen hờn khi bướm lại ông qua. Ôi thương mến đơn phương nào ai rõ thâu. Dành cho băng nhạc của chúng ta một tràng tay nồng nhiệt quý vị ơi, quá hay. Em yêu thương từng chiếc lá, em nâng niu từng nó. Em ơi đêm ngày anh mong đợi đợi tình em, bao lời em mãi chân thành. Hoa nở hồng tươi là nhờ anh của mặt trời. Anh thiếu em đời sẽ là vô gì, như con chim trời mỏi cánh bơ vơ. Em là sóng dài chở nước ngọt đời vui, là nụ hồng tỏa hương khiến cho lòng anh say đắm. Ngày đi qua kéo thêm đêm dài, vô tận mình được ở bên mình, chớp mắt đã đi qua. Em yêu thương từng chiếc lá, nâng niu từng nụ hoa. Em ơi đêm ngày luôn đợi chờ, dù bao xa cách thương nhớ đầy vơi. Có những khúc lòng niềm lặng, nghe sao khuya gọi dân trắng thơm hương hoa hồng nở rộ. Gọi tình yêu đơn tay lo mong chờ, chờ đợi nhớ mong tâm tư căng khoái. Nụ hồng kia lắm kinh trái tim này, sông xanh con nước đông đầy. Đêm đêm tâm sự lời này cùng ai, gió nào hôn tóc dường xuân qua nở nụ hồng nhớ ngày. Trời đất ơi, cái gì mà hay quá vậy, giống như là vòng chung kết vậy trời. Trời ơi, đất ơi, em ơi, dạ. Cái em áo đỏ hát hay quá đó, vậy trời. Còn góp ý chứ. Dạ, em áo đỏ ơi, em áo đỏ huy chương vàng toàn quốc.
anh của em hát phong độ vững, bởi vì em ông bà mình nói đẳng cấp là mãi mãi. Em xin chúc cảm mừng ơn. Anh em chúc mừng anh trai của em. Xin cảm ơn và, những lời chúc của em ạ. Và thêm nha, thí dụ anh có biết nãy rồi ha, và thêm cái này nè, em hát chung với anh Châu Thanh, thần tượng của em hát chung là em thật sự là hát thêm hát chơi thôi, nhưng mà trong lòng anh, riêng bản thân anh là cộng thêm điểm cho em rồi đó. Chúc mừng nha, chúc mừng. Thì em hát cũng rất là hay. Nói nghe nè, chúc mừng nha. Tuổi này tuổi mình, mà còn tuổi chơi này được mà ha. Hát cái hơi của anh mà cả cái bình chánh nè, còn nghe. Rồi cảm thôi, cảm ơn tất cả. Quay lại với thí sinh này đi. Dạ. Quay lại với thí sinh tội nghiệp đó đứng kìa. Dạ, hồi nãy giờ anh Châu Thanh với anh Minh Nhí đã nhận xét cho Hiếu rồi. Giờ dạ. Còn chị Huyền ạ. Anh Minh Nhí nói là em hát với anh Châu Thanh á thì anh Minh Nhí cho điểm cộng. Điểm cộng là tình cảm thôi nha. Thì chị không hiểu tại sao em hát beat nhạc rất là hay mà tại sao em sống, rồi cách phát âm của em nó lời có lẫn lộn những cái giọng bắc vào trong đó không, rồi khi em vô cất vô câu giọng cổ là em đã hớp hồn được chị. Em hát rất là chính từ câu giọng cổ cho tới cái cuối cùng em trở về bài nhạc ngắn một chút xíu em cũng hát chính chữ, em hiểu không? Thì tại vì lúc đó là em đã vào trong cái âm hồn của em rồi, thấy không, là cái âm nhạc cổ nhạc của em rồi, là cái điều mà em cứ nghe hoài, em thích, em đam mê, nó nhuần nhuyễn rồi, thấy không? Thì mai mốt để ý vậy thôi. Và khi em hát giọng cổ ba câu xong rồi các em vô nhạc không hết phô, không phô một chữ nào, rất là chính chữ. Cảm ơn em. Dạ cảm ơn anh chị rất là nhiều. Nè, tặng bông cho em nè. Dạ em cảm ơn ba vị giám khảo. Rồi tặng em nha. Sướng dạ. Quá nha, hôm nay được chúc mừng nha. Cho Châu Thanh đó. Ước mơ ai, vậy lắm mà. Thỏa mãn. Được hát với ổng đâu. Thỏa mãn. Dạ đây có mắm tôm mà trộn nhà trộn. Trời rồi. Trộn rồi là về chỉ ăn thôi. Em tặng cho. Ôi thế thương quá. Tép chua đó không? Dạ ăn Khương trời chua. Trời ơi, món này. Ban giám khảo thân mến, quý bà con cô bác thân mến, hiện tại thì trên sân khấu của Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3 tập 4 đã xuất hiện 6 thí sinh rồi. Và Khương vừa nghĩ bà con cô bác cũng chắc cũng đoán được, chắc là 6 thí sinh mình ai cũng nhận được 30 bông, cho nên thôi khỏi làm hồi hộp. Chúc mừng 6 thí sinh. Trời ơi, ban giám khảo của Ngôi Sao Miệt Vườn bây giờ là cứ lên là 30 bông. Nhưng cho phần đầu nó nhẹ, cuối cùng cái phần này nè. Không phải là phần đầu nhẹ mà là mọi người nào đều, cũng hát hay. Mọi người đều xứng đáng với dạ. Cái số bông đó. Dạ. Bây giờ là đứng bìa bên kia là bạn Khanh. Kế tiếp là chị Huyền. Kế tiếp là bé Lam. Kế tiếp là anh Kha. Kế tiếp là anh Linh. Và kế bên Khương Dừa là bạn Hiếu. Bây giờ mời ba giám khảo cùng với Khương Dừa sẽ tặng chiếc hoa của mình để xem ai sẽ vào vòng trong của chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn ngày hôm nay. Rồi tập này xin phép anh lớn với lại Út Quyền nha. Tại em là thường em bị tặng cuối không à, cho nên tập này cho em tặng trước cho em thanh thản tí coi nào. Thank you. Tặng Kha. Dạ thôi bông này em cũng xin phép tặng anh Kha luôn. Chúc mừng anh Kha. Wow. Rồi bây giờ tới Châu Thanh phải không? Dựng quá trời luôn Kha. Bé Út muốn sao? Không, anh đi. Anh phải không? Xin thí sinh chào các bạn. Hôm nay tôi rất hân hạnh được gặp gỡ các bạn. Và hôm nay lần đầu tiên tôi xuống trần gian, tôi đã được nghe các bạn hát. Người nào hát cũng hay hết. Bây giờ có bông trên tay, mà nếu tôi không tặng cho người nào đó thì xin tất cả các bạn cũng thông cảm. Rồi xin các bạn dành một tràng pháo tay cho người được nhận cành bông. Chúc mừng bạn Kha. Chúc mừng anh Kha đã nhận 3 bông. Coi như là anh chắc vào vòng 2. Như vậy là còn một bông của giám khảo Ngọc Huyền. Ít khi nào mà chị tặng cuối. Dạ. Đáng lẽ nãy anh Châu Thanh hỏi thì chị tính đi lên tặng. Đó, thật sự là anh Kha rất là xứng đáng để nhận thêm một cái bông của chị nữa. Dạ. Nhưng mà không lẽ là cứ giao hết cho Kha như vậy, chúng ta bỏ đi những cái cơ hội còn lại cho tất cả là 5 thí sinh còn lại hát quá hay. Dạ. Đúng không? Sao dịn ta cái bỏ đi. Sao giờ... Thôi thì có lẽ đây là lần đầu tiên trong Ngôi Sao Miệt Vườn mà Ngọc Huyền xin phép ban tổ chức không hát tân nhạc mà hát cổ nhạc được không ạ? À? Thi xong ca cổ nhạc tân tu. Chúc mừng bạn Hiếu. Như vậy là anh Kha và bạn Hiếu đã bước vào vòng 2 của chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn ngày hôm nay. Mời anh và bạn xuống dưới chuẩn bị bài hát. Còn lại anh Linh, bé Hải Lam, chị Huyền và bạn Khanh
sẽ nhận được giải khuyến khích của chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3. Giải khuyến khích của các bạn là một kỷ niệm chương và tiền mặt 1 triệu đồng. Dạ mời ban Thảo tặng cho 4 thí sinh ạ. À. Con, con cầm đây chị tặng cho em lê khăn của tôi. Đây. Có cái kỷ niệm chương nè con. Đó, con để đây, đó để về nó vậy đó. Chúc mừng các thí sinh và cảm ơn ban Thảo rất là nhiều. Và bây giờ Khương Dược kính mời quý bà con cô bác mình sẽ bước vào vòng đối đầu của chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3, tập 4 với phần song ca của anh Kha và bạn Hiếu. Ngôi sao miệt vườn, ngôi sao miệt vườn, vui lắm người ơi, vui lắm người ơi, mời bạn cùng tôi, mời bạn cùng tôi tham gia giải trí, mình không tốn phí, cuộc chơi hết đi, vui lắm bạn ơi. Dẫu mà trời còn làm mưa lâu dài, giọt buồn giọt tuổi đêm ngày, cây cột mẹ trôi mái lá nghèo cũng đừng dột xiêu. Dẫu mà cơn nắng bấy lâu mà dậy bầu, mây còn không héo mới mưa dầm, mây lại héo. Cha chưa về nhà trên, bếp dưới vắng tanh, đời dưới trong môi mùa ngoài kia mưa dầm. Cha còn dầm mưa, tàn cơn mưa dầm, mẹ gần về chưa? Cha bắn qua sông để mẹ về, nước tuột nuột dây. Trời xa mưa giông thua buồn, con bãi đưa đò cũng lạnh lùng, bó mặt dòng sông nên không có chiếc đò nào đưa. Dẫu mà trời còn ngàn năm cứ mưa hoài, thèm thuồng giọt nắng rớt sau hè, con vẫn ngồi nhen bếp lửa hồng, nuôi ngọn đèn trong. Thế nào tia nắng cũng lên trên vàng bầu, mẹ trồng cha hai bữa cơm nghèo, chén canh cá cắm cầu. Dẫu mà trời còn làm mưa lâu dài, giọt buồn giọt tuổi đêm ngày, cây cột mẹ ruồi mái lá nghèo cũng đừng dột xiêu. Dẫu mà cơn nắng bấy lâu mà dây bầu, mây còn không héo mới mưa dầm, mây lại héo. Cha ơi sao cha chưa về nhà trên, bếp dưới vắng tanh, đời dưới trong
kia mưa dầm, cha còn dầm mưa, tàn cơn mưa giông, mẹ gần về chưa. Nuốt dây trời xa mưa giông thu buồn, con bãi đưa đò cũng lạnh lùng, bỏ mặc dòng sông nên không có chuyến đò nào đưa. Dẫu mà trời có ngàn năm cứ mưa hoài, để thêm thuồng giọt nắng rớt sao hè, con vẫn ngồi nhen bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn châu. Thế nào tia nắng cũng lớn trên vàng bầu, mẹ trồng cha hai bữa cơm nghèo, chén canh cá cơm cầu. Thế nào tia nắng cũng lớn trên vàng bầu, mẹ trồng cha hai bữa cơm nghèo, chén canh cá cơm cầu. Hai thí sinh, anh Kha và bạn Hiếu đã hoàn thành xong phần thi của mình. À, hồi nãy theo yêu cầu của chị Ngọc Huyền là anh Kha hát ca cổ cũng hay, bạn Hiếu hát ca cổ cũng hay. Tuy nhiên á, là không thể mà vừa thi xong mình ngẫu nhiên mình hát được. À, hai thí sinh mà bước vào vòng trong á, thì các bạn cũng phải tập một cái bài nào đó. Để khi mà các bạn được chọn vào thì các bạn cứ hát bài đó. Cho nên là chị Huyền cũng thông cảm ha. Dạ. À, đau đầu cho ban giám khảo. Bởi vì... anh Kha và Hiếu đều hát rất là hay trong cái tác phẩm này. Nhưng mà cái lợi thế đó thì riêng Ngọc Huyền nghĩ là cái giọng của Kha đó, cái giọng của anh Kha đó thì lại mềm hơn. Mà lại cái bài hát vừa rồi đó thì cái giọng của Hiếu lại là sang sảng hơn, là Hiếu thích hợp với cái bản hát Trời Sa Mưa Giông hơn. Các nốt luyến của Hiếu đó nó hòa quyện và nó rất hợp với cái bài Sa Mưa Giông này, là cái chất dân ca hơn, dạ cái chất dân ca hơn và thích hợp với cái bài Sa Mưa Giông hơn là giọng hát của anh Kha. Vừa rồi thì Ngọc Quyền đã gửi một cái tình cảm thật sâu sắc đến với lại hai thí sinh là Kha và tính ra anh Châu Thanh mới đau đầu hơn nè, nãy anh Châu Thanh hát với Hiếu rồi anh Châu Thanh hát với anh Kha nữa. Thì phải nói là giọng hát của hai em nó rất là truyền cảm, em nào cũng đem đến một cái niềm hạnh phúc cho tất cả những người có mặt hôm nay để thưởng thức tiếng hát của hai em. Vì tất cả những người giám khảo hôm nay cũng được làm giám khảo nhưng cũng được thưởng thức tiếng hát của tất cả các em. Bây giờ thì thôi, theo anh nghĩ thì cái chuyện hoàn hảo của tụi em thì có những cái sơ suất thì mình phải thông cảm rồi. Trong cuộc sống mà cái ai ăn cơm không đổ, hay không? Và làm nghệ thuật mà tôi nói thiệt anh bốn mấy năm rồi nè. Nhưng mà đôi khi cũng phải có những cái sơ suất nữa. Nhiều khi sức khỏe mình ca thì bảo đảm mình có cái giọng tốt rồi đó, mà mình biết luyến lái nhịp nhàng đủ thứ. Nhưng có nhiều bữa cũng không phải là như bữa nào cũng như bữa nào. À, vì vậy cho nên bây giờ thì... không biết sao nữa. Giờ tới anh Minh Nhí đi nè. Nói đi, ra quyết định. Tiếp theo lời của anh Châu Thanh và Ngọc Quyền thì anh nói nghe nè, hai vợ chồng của Kha đó, cái tập 3 là bà vợ và bây giờ lại tới Kha. Hồi nãy anh có khen Kha cái lúc mà vòng ngoài vòng trước đúng không? Đó, nhưng mà em biết không, giọng em và vợ em hát chuẩn vô cùng, hát mượt vô cùng, mộc mạc vô cùng và tròn bài.
an toàn á, an toàn, và nó không có gì gọi là sự cố xảy ra. Lời lẽ ca từ cũng hát rất đúng, em hiểu anh đó không? Đó, mặc dù nha, nếu mà nói về kỹ thuật và học thuật thì có thể em hơn bạn Hiếu, nhưng Ngọc Quyền, anh cũng đồng cảm với Ngọc Quyền là cái bài này giống như hợp với chất giọng của Hiếu hơn, đúng không Kha? Hợp với chất giọng của Hiếu hơn. Hiếu nó cất lên một cái nó sang sảng. Mặc dù Hiếu có nhiều khuyết điểm là tại vì hôm nay thông cảm là bạn bị bệnh, nhưng mà khán giả người ta đâu có biết mình bệnh hay không. Sân khấu thí dụ như đêm đó anh có bệnh đi nữa, anh diễn vẫn để cho khán giả phải không, mình đâu thuyết minh là mình bệnh quá, trừ khi mình bị tắc tím thì khán giả biết à bữa nay không bị tắc tím. Em hiểu không? Cho nên phải cố gắng. Cái cảm nhận của anh là vậy. Có thể anh, có thể là anh sai khi anh góp ý với em vậy, tại vì em về âm nhạc chắc chắn là em phải hơn anh, đúng không nào? Nhưng mà cái cảm nhận của cái người khán giả ngồi, anh không ngồi đây, anh không, anh nghe và anh coi, không có phải là, nếu em diễn hài là anh sẽ sẵn sàng đương đầu với em, nhưng anh nghe cải lương hay anh nghe nhạc, tất cả các loại nhạc, thì anh cảm nhận, anh dù có ngồi ban giám khảo thì anh cảm nhận của một khán giả thích ở chỗ nào và chưa thích ở chỗ nào. Đó là cảm xúc của một khán giả. Anh là một khán giả. À ha ha ha. Ok. Còn bây giờ nhạc hồi hộp lên đi. Thì ban giám khảo là đối với vòng chung kết là ban giám khảo không có bàn bạc gì hết trơn á. Không bàn bạc gì cả. Cảm xúc. Nhưng mà cảm xúc là quan trọng. Cái bông này nè, Ngọc Huyền sẽ tặng cho Chí Hiếu. Bởi vì Ngọc Huyền nghĩ rằng là Chí Hiếu hát dân ca còn hay hơn cải lương nữa. Em hãy phát huy. Chúc mừng Hiếu. Cái sự đầu tiên của chị Ngọc Huyền. Năng khiếu mà em có, cái giọng của em thích hợp với dân ca. Chúc mừng em. Còn anh sẽ tặng cho Kha. Chúc mừng anh Kha. Ok, đơn giản. Anh nói sao thì anh làm vậy. Vì cảm nhận của anh là vậy, anh tặng Hiếu. Như vậy là bạn Hiếu là người chiến thắng trong tập 4 của chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3. Và anh Kha đạt giải nhì. Chúc mừng hai thí sinh. Và bây giờ Khương Dược kính mời ban giám khảo, mình sẽ trao giải nhì cho anh Kha. Giải nhì của chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3 gồm có một kỷ niệm chương và giá trị tiền mặt 2 triệu đồng. Giải nhất của chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3 gồm có một kỷ niệm chương, tiền mặt trị giá 5 triệu đồng, một phần quà của Kim Khiết Trang Sức Kim Cương, một phần quà của Anna Dental, một phần quà của Dược Mỹ Phẩm 4D và một phần quà của máy lọc nước ion kiềm Geyser Ecota 9. Xin chúc mừng Hiếu nha. Khương Dừa cũng xin gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ chính của chương trình, đó là Kim Khiết Trang Sức Kim Cương, và ba nhà tài trợ của chương trình nữa là Anna Dental, Dược Mỹ Phẩm 4D, máy lọc nước ion kiềm Geyser Ecota 9. Đường lên dọc đá, nửa đêm chẳng ta nhớ câu chuyện xưa. Lâu ông hoàng đó, thuở nào chân hàng mặt từ đá qua. Ê Thanh, hút thuốc Thanh, tao ngồi đi hút thuốc. Nè, dạ sao? Tao mới bỏ hôm qua. Mà hỏi, tao hỏi hút không thôi à, bây giờ mày là... kêu lại tao hút nữa. Rồi, đây, tao đi xuống này, ba đứa mình hút mớp mỏ luôn. Trời ơi, trời ơi. Đó, đem xuống học cái này hút thuốc phải không? Dạ, đâu có, em là... Dạ, em ngồi... Thấu kèn thầy ơi. Đấy, thì các em đang lén lút giấu cái gì đây, đưa đây thầy xem nào. Dạ, không biết rằng anh hẹn em ra đây để nhắc chuyện cũ hay có chuyện gì nữa không anh? Anh hẹn em ra đây là để nói về chuyện ba đứa con nó hút thuốc á. Không biết là em đã biết hay chưa? Có một gói thuốc em để dành thôi mà bây giờ tụi nó chia nhau, tụi nó xử hết trơn à. Giờ thèm lấy gì đâu hút. Ủa bà chị cũng nói gì bà nói hả? Đúng bây rồi. Giờ bà ở lại bà lo cho mẹ đi chứ. Tao không ở lại, công việc của tao quan trọng hơn. Bà chị thôi, công việc chị im hết đi. Anh chị cứ kể giả nhau hoài. Lâu lâu anh chị về, anh chị có quan tâm sức khỏe của mẹ hay không? Mày đâu? Chú ngự ơi, khám bệnh cho đám. Tới rồi đây, cái gì mà la làng dữ vậy bê hả? Má, mà về với con hả má? Má, má, con nhớ má nhiều lắm. Má dẫn con về nhà nghe má. Con thèm được nghe má hát ru cho con ngủ. Má hát ru con ngủ đi má. Để má hát ru cho con ngủ. Con ơi, ở lại với bà.
hẹn gặp lại quý bà con cô bác vào tập 5 vào lúc 19 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh Khương Dừa. Còn bây giờ Khương Dừa xin chào tạm biệt và kính chúc tất cả các bà con bác thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn nhiều, hẹn gặp lại. Và giải trí mình không tốn phí, cuộc chơi hết đi vui lắm bạn ơi. Bạn ơi bạn ơi bạn ơi bạn ơi, bạn hãy cùng tôi đánh bài thử sức thi thố cùng nhau. Hôm nay Khương Dừa tổ chức game show, ngôi sao miệt vườn cho khắp nơi nơi, cùng vui ca hát đi thăm ngôi sao, cùng nhau giải trí vui hết ý người ơi. Cùng nhau giải trí ngôi sao miệt vườn.